không xem hết video này. Giữa đêm, một ông lão sống một mình đang ở nhà ăn táo. Nhưng không ngờ với ăn miếng đầu tiên, ông đã xuất hiện hiện tượng hít thở khó khăn, cuối cùng chết trên sofa nhà mình. Cảnh sát sau khi nhận được báo án lập tức đến hiện trường. Người báo án là con gái của người chết, tên Tôn Ninh. Theo mô tả của cô ấy, tính tình của ông lão vô cùng kỳ quái, không thích ở cùng người khác. Mỗi sáng cuối tuần nào cũng thay đổi hoạt động của câu lạc bộ đi bộ đường dài, riêng chỉ có cuối tuần này không đi cũng không báo nghỉ. Huấn luyện viên của câu lạc bộ gọi điện thoại cho Tôn Ninh, nói chuyện này cho cô ấy. Mãi đến sáng thứ ba Tôn Ninh đến đây mới phát hiện cha cô đã chết. Vậy thì vấn đề là Tôn Ninh đã nhận điện thoại từ chủ nhật, vậy tại sao thứ ba mới báo cảnh sát? Tôn Ninh nói hai ngày này cô đi công tác, đêm qua mới quay về, còn nói trợ lý có thể làm chứng cho cô ấy. Sau đó cô ấy nói sau khi phát hiện cha đã chết liền lập tức báo cảnh sát, chưa đụng vào bất cứ thứ gì trong phòng. Nhưng ban nãy khi cổ cũng điều tra hiện trường đã phát hiện trên kệ TV hình như đã có thứ gì đó bị lấy đi. Điều này đủ để chứng minh Tôn Ninh đang nói dối. Tôn Ninh thăng thăng nói rằng cha cô tự nhiên chết đi, hy vọng phía cảnh sát có thể nhanh chóng kết án. Phản ứng khác thường này đã khiến nhất thương này xin nghi ngờ với cô gái này. Sau khi trở về cục cảnh sát, pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi, phát hiện ông lão bị ngộ độc chất do ăn táo chứa độc tố kali cyanua, cũng tức là nói đây rất có thể là một vụ mưu sát. Nhưng điều kỳ lạ là chỉ có miếng táo mà ông lão ăn phải có độc, những miếng táo khác đều bình thường. Vậy hung thủ đã làm thế nào để ông lão lấy miếng táo có độc? Sáng sớm ngày hôm sau, một luật sư tên Như Dị đến đồn cảnh sát. Anh ta là người xử lý phân chia tài sản của ông lão. Tổng giá trị tài sản ông lão khi còn sống sở hữu ước tính lên tới 83 triệu tệ. Vốn dĩ người thụ hưởng di chúc của lão gia chỉ có Tôn Ninh, nhưng ông lão bất ngờ viết thêm một phần di chúc cách đây 2 tuần. Ông đã chia một phần tài sản thừa kế cho một người phụ nữ tên là Triệu Ái. Vậy Triệu Ái này rốt cuộc là ai đây? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện và còn được phân chia tài sản của ông lão? Cảnh sát lập tức đến nhà Triệu Ái để tìm hiểu tình hình. Từ lời của bà biết được 5 năm trước đã có người giới thiệu Triệu Ái đến nhà ông lão để quét dọn vệ sinh, từ đó mới thân quen với ông lão. Bởi vì Triệu Ái không có thu nhập, sức khỏe lại không tốt nên ông lão vẫn luôn hỗ trợ tài chính cho Triệu Ái. Cứ đong đưa qua lại như vậy, hai người đã có tình cảm. Triệu Ái nói chưa chủ nhật đi gặp ông lão vẫn thấy ông khỏe mạnh, không ngờ mới chớp mắt đã ra đi rồi. Triệu Ái còn đem bản gốc di chúc của ông lão.